Hello, xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 29 tháng 7 năm 2020 và bây giờ cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chị ưng nào sản phẩm bên mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì sẽ các bạn người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay, nhà em nay thì về được một chiếc Samsung Lót 8 đấy nhá. Lót 8 thì hôm nay nhà mình vừa mới về được một con màu xám nhá. Con này màu xám. Con này nó xám màu xám đấy ạ. Hình thức thì là máy đẹp là trên 90%. Thì hôm nay buổi tối ngày hôm nay thì mình về được mỗi một con này nhá. Máy màu xám. Hình thức là máy đẹp là trên 90%, máy zin nguyên bản các bạn nhá. Đây ạ, mình sẽ nói sơ qua về cấu hình con này. Cấu hình con Lót 8 này thì là RAM, con này là RAM 6GB. Con này là RAM 6GB, mình sẽ xem là RAM 6GB bộ nhiều bao nhiêu GB nhé. RAM 6GB bộ nhiều trong con này là 64GB. Đấy, RAM 6GB bộ nhiều trong 64GB. Đấy, con Lót 8 thì hỗ trợ cái bút rất là tuyệt vời. Tại vì lúc mà thời điểm mới ra ấy, thì nó hỗ trợ cái bút của nó viết sướng lắm này. Các bạn viết cực kỳ là nhẹ nhàng nhé. Đấy, Lót 8. Đấy, Lót 8 hỗ trợ bút này. Đấy, các bạn mua về cho các em nhỏ mà đi học ấy, nhất là các em nhỏ mà nhà các bạn có các bạn mà có các em nhỏ mà bị ham học ấy, ham học hay là bị nói chung là thích học ấy, các bạn mua sản phẩm Lót 8, Lót 9, Lót 10 này về thì nó có hỗ trợ cái bút. Lót 9 thì nó đắt, Lót 9 toàn 6 triệu trên 6 triệu mà trên 7 triệu cơ. Nhưng mà Lót 8 thì giá bình dân thôi. Lót 8 mà lúc thời điểm mới ra cực kỳ là đắt, nó gần 30 triệu cơ. Và trên tay nhà mình đây thì con này mình bán với bạn với cái cực kỳ là rẻ. RAM 6GB bộ nhớ trong 64GB. Con này là bản hàn 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Con này bản hàn 2 SIM 2 sóng. Con này thì là màn bị hơi bị ám một chút nhé. Đấy. Hơi bị ám một chút ạ. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.700.000 nhé. Đấy, chỉ với 3.700.000 các bạn sở hữu sản phẩm Samsung Lót 8 nhé. Cực kỳ là rẻ, máy đẹp là trên 90%. RAM 6GB bộ nhớ trong con này là 64GB. Hai camera, một đèn flash để vân tay này. Thì con Lót 8 thì mở khóa rất nhiều tính năng. Mở khóa là khuôn mặt nhé. Nó nhiều tính năng. Đây, mở khóa này. Khuôn mặt này, mông mắt, vân tay rất nhiều mở kiểu mở khóa. Các bạn mua về xài rất là cực kỳ là ok nhé. Sản phẩm Lót 8 này mình bán quá là nhiều. Nói chung là quá là nhiều và chưa phải bảo hành một con nào. Nên là các bạn cứ yên tâm về sử dụng sản phẩm Samsung Lót 8 này. Cách đây khoảng độ cũng 1-2 tuần đây mình bán rất nhiều Lót 8 này mà mình chưa phải bảo hành con nào nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng đi, tại vì mình nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc về mà. Đâm là Hàn Quốc thì bên họ người ta không sửa, không như hàng Việt Nam mình. Hàng Việt Nam mình bên mình thì hay sửa tum tùm lum, tum tùm loa các kiểu nha các bạn nhé. Đây Lót 8 đấy nhỉ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 8 màu xám 3.700.000 này, các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Một là qua Zalo và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn nào gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để xem máy và giao lưu mua bán trao đổi. Và ở xa thì bên mình có ship, và ở xa bên mình thì các bạn nào tin tưởng mình rồi ấy thì các bạn thể chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi, các bạn thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nhá. Đây ạ. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc phí ship mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm của các bạn nhá. Lót 8 đấy ạ. Màu xám, màn thì hơi bị ám một chút thôi. Đấy, 3.700.000 cho các bạn nhé, cực kỳ là rẻ. Lót 8 bên mình bán cho bạn với giá cực kỳ là rẻ nên các bạn yên tâm. Thì theo cái lời khuyên của mình, tư vấn của mình thì các bạn nên mua sản phẩm Lót 8 ấy. Thì các bạn mua sản phẩm Lót 8 mà bị đốm nhỏ nhỏ như hạt gạo quay về thôi. Còn mà bị mua màn hình mà bị đốm to quá thì các bạn không nên mua nhé. Tại vì những đốm to quá thì sau này sợ các bạn dùng mà vỡ nó sẽ loang ra nhiều. Đốm nhỏ nhạt gạo các bạn có thể mua được, nhưng mà đốm to các bạn đừng nên mua. Mà nhất là đốm mà lại còn vỡ kính thì các bạn càng không nên mua các bạn nhé. Thì cái vỡ kính các bạn đi ép giá cực kỳ là đắt, phải hơn 1 triệu cơ. Lót 8 đi ép các bạn phải ép hơn 1 triệu nên các bạn đừng mua sản phẩm vỡ kính về cho các bạn nhé. Đấy thì những lời khuyên bán hàng của mình này thôi. Đấy, Lót 8 thì con này đã dán cường lực sẵn đấy nhá. Đã dán cường lực sẵn cho các bạn đấy nhá. Đấy. Thì theo cái lời tư vấn của mình cũng nhiều bạn cũng hỏi mình thì có nên đi mua hàng online hay không ấy. Tại vì thời điểm mà đang dịch cũng đang là tiến triển rất là phức tạp. Tại vì ở Đà Nẵng phức tạp ấy. Thì là chỗ các bạn có dịch thì nếu mà có dịch thì mình chúc các bạn là cố gắng là vượt qua đợt dịch này nhá. Cùng Việt Nam đợt dịch này mình cũng làm ăn thì mình cũng sợ lắm. Mình cực kỳ là sợ dịch. Mà dịch ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Thứ nhất là không có việc cho mình làm và mình không thể tạo việc cho người khác này. Mình cũng chán lắm. Và mình cũng không có máy bán cho các bạn nên là mình cũng buồn nhé các bạn nhé.
Đấy, bạn nào thích sản phẩm bên mình các bạn thể nhanh tay nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp qua số thoại mình để đặt hàng nhá. Bên mình sẽ báo giá trực tiếp từng sản phẩm và chi tiết từng con một. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung A30s ạ. Đấy, A30s. A30s thì con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng, con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Con này đang chạy Android 10 các bạn nhá. RAM 6 RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB ạ. Đấy, hình thức con này là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. A30s. Con này thì làm màn hình thì nó là gì nhỉ? Hơn 6 inch à, 6,4 inch nhé. Màn hình con này là 6,4 inch. Đấy, tràn viền. Tai trâu tai bò đấy các bạn ạ. Đấy, camera cực kỳ là sắc nét đấy. Đấy các bạn. Mua về livestream cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, pin thì là hơn 4.000. Con này A30s này thì là 3 camera sau nhé. Đấy, một đèn flash nhé. Máy đẹp là trên 90%. Con này thì hôm nay mình vừa mới về ngày hôm nay xong. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu 200k các bạn nhá. Chỉ với 3 triệu 200k các bạn đã sở hữu sản phẩm là Samsung A30s nhé. Cực kỳ là rẻ đấy ạ. Đấy, chỉ với giá máy mà cực kỳ đẹp nhé. Đẹp leng keng luôn nhé. Đây A30s đấy ạ. Đấy. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A30s các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Đấy, rất là đẹp. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình thì có về được con Samsung là à gì nhỉ, sorry các bạn, con LG G7 thì con này là màu mận chín các bạn nhé. LG G7 thì cấu hình con này là RAM gì nhỉ, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này là bản Hàn Quốc nha các bạn nhé. Con này thì là bản Hàn Quốc. Con này thì đã có kèm một ốp lưng này và là cường lực nhé. Này ốp lưng này và cường lực này, ốp lưng này, ốp lưng và đã dán cường lực rồi các bạn nhé. Con này thì là máy của Hàn Quốc. Hàn Quốc thì sẽ là hỗ trợ cái, nó có cái chip âm thanh nhé. Các bạn nghe cực kỳ là phê nhé. Đấy, màn hình là độ phân giải của nó là 2K. Các bạn dùng thì khỏi phải nghĩ luôn. Đấy, liên khúc đấy. Các bạn. Đây, các bạn sẽ ra viên phận này. Đây, các bạn nghe nhạc vàng. Đây, nó là bản Hàn Quốc, đâm là có hỗ trợ chip âm thanh thì các bạn nghe cực kỳ là vời. Ba cái lỗ loa có uỳnh luôn. Đây, các bạn nghe nhạc vàng thì. Đấy. Các bạn nghe nhạc vàng thì thật với các bạn chói tai luôn, quá là phê nhá. Đấy, màn hình của nó độ phân giải là 2K nên các bạn xem video thì không có độ trễ mờ gì nhá, rất là tuyệt vời ạ. Đấy, các bạn mình sẽ vào xem video 4K, nói chung là các bạn xem phim 4K cực kỳ là tuyệt vời ạ. Màn hình thì là 6 inch nhá các bạn nhá. Đấy, màn hình thì là 6 inch tràn viền nhá. À không, con này thì là gì nhỉ, màn hình là thiết kế là như kiểu là dạng Note 8 này. À, dạng Note 8 này, màn hình như ở dạng Note 8 nhé. Note 8 thì là màn hình cũng độ phân giải là 2K nha các bạn nhé. Đấy, đấy, toàn màn hình 2K. Tuy là ra đời ngày trước thật thì nó là màn hình là 2K nhé. Con này thì là máy zin nguyên bản nhé. Con này thì máy còn zin áp suất luôn các bạn nhé. Con LG G7 thì máy zin nguyên bản, con này còn zin áp suất nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Đi mưa đi gió rất là ok nha các bạn nhé. LG màu mận chín này, các bạn mua về tặng cho bà xã, người yêu hoặc tuyệt vời nhé. Hoặc là các bạn dùng cũng ok nhé. Đây ốp này. Con LG G7 bản Hàn này nhá. Thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu 200k các bạn nhá. Đấy, 3 triệu 200k đấy, máy đẹp keng luôn, đẹp trên 90% luôn các bạn. Đấy, 3 triệu 200k nhá, LG G7 đấy ạ. Đấy, máy màu mận chín rất là đẹp, đẹp như là mới luôn. Tặng kèm bạn ốp này, cường lực này. Đấy, các bạn dùng thì nó thật với các bạn khỏi phải chê luôn. Chú đập máy mới hỏng đấy nhá. Rất là sướng, rất là phê ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A20s. Đấy. A20s thì con này thì là pin cũng là gì nhỉ? Hơn 4.000 nhá. A20s thì mình sẽ xem sơ qua. A20s. Mình sẽ xem cái dung lượng pin của nó thì mình cũng quên mất cái dung lượng pin của nó rồi. À, pin của nó là 4.000 nhá. Đấy, con A20s này pin của nó 4.000. Màn hình của nó là 6,5 inch nhá, Full HD nhá. 6,5 này, Full HD này, đấy, 6,5 Full HD đấy ạ. Tràn viền, tai trâu, tai bò. Cấu hình con này là RAM 3GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. A20s đấy ạ. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì là máy rất đẹp nhá. Máy đẹp lắm. Máy màu đen rất là đẹp đấy. Đẹp đẹp như là mới luôn đấy. Con này máy đẹp lắm. Đây. Đấy. Con này thì đã dán cường lực và có tặng kèm các bạn cái ốp rồi nhé. Đấy. Con này thì máy đẹp lắm. Đây.
Đây, A20s đấy, máy cực kỳ là đẹp đấy. Đấy. Máy đẹp leng keng, đẹp trên 90% nhá. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.700.000 nhá. 2.700.000 sản phẩm Samsung A20s. Màn hình thì là 6,5 inch, chán viền tay trâu tay bò, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, pin thì là 4000 nhá. Bản công ty 2 SIM 2 sóng các bạn nhá. Đấy, tặng kèm bạn một ốp và dán cương lực nhá. A20s đấy ạ. Máy nó màu đen đẹp leng keng. 2.700.000 nhá. Rất là rẻ cho các bạn nhá, rất rẻ A20s đấy ạ. Dùng sướng lắm. Các bạn tội gì vậy để đi mua mới đâu. Mới sau này các bạn mà bán đi lỗ cực kỳ nhá. Còn A30s này bây giờ mới cũng nó cũng rơi vào gần 6 triệu rồi. Mà bây giờ chỉ phải giá là 3.200.000 các bạn mua thì rất là hợp lý nhá. Tội gì các bạn mua mới đâu làm gì đâu. À, và sản phẩm tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đây. Mình thì mình giới thiệu con này đi nhỉ. Con này là con Oppo F7 này. Đây Oppo F7 đấy ạ. Đấy Oppo F7. Thì hình thức con này còn máy đẹp còn 90% nhá, máy màu đỏ nhá. Rất là đẹp đấy, Oppo F7 đấy ạ. Máy màu đỏ rất là đẹp đấy ạ. Đấy, con này thì có kèm là cái ốp lưng này và dán cương lực sẵn full sẵn đấy nhá. Con này con Oppo F7 này thì là RAM 4GB. Bộ nhớ trong coi như này con này là 64GB nhá. Này. RAM 4GB. Đây. Quên mình chỉ xem để vào. Oppo F7 RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.400.000 nhá. 2.400.000. Hình thức là máy đẹp là 90% các bạn nhá. Tặng kèm với bạn miếng dán là full màn hình và có một cái ốp dẻo đấy nhá. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, 2.400.000 các bạn nhá. Đấy. Màn hình là hơn 6 inch, chán viền tay trâu tay bò, máy di nguyên bản. Các bạn dùng bộ này thì nó thật với các bạn không phải chê vào đâu nữa, chỉ có đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất là ít nha, nên các bạn yên tâm nhá. Những sản phẩm Samsung, Oppo này, tại sao mình không bán iPhone ở chỗ đấy nhá? Đấy, tại vì những sản phẩm tốt nhất và ngon nhất thì mình sẽ bán các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, mình giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc gì nhỉ? Oppo F3 này. Đấy, Oppo F3. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Oppo F3 này thì là có vân tay đầy đủ nhá. Đây, hai nút back trở về này. Một vân tay, các bạn nào dùng vân tay rất là hợp lý này, vân tay nó hôm vật lý này. Đây, hình thức thì có vỏ thì cũng có phẩy theo thời trang. Đây. Hơi bị cấn các góc một chút nhá. Đấy, con Oppo F3 này. Đây, hình thức đấy, còn 85% ạ. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1 triệu mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1 triệu gì nhỉ? 1.800.000 nhá. Đấy. Cho các bạn nhé. Đây, 1.800.000 cho các bạn nhá. Con Oppo gì nhỉ? Con Oppo F3 nhá, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.800.000 nhá. Đây, Oppo F3 là thật với các bạn, lúc vào thời điểm mới ra là 6.900.000 đấy. Nhưng bây giờ là mình thanh lý các bạn với giá 1.800.000 nhá, cực kỳ là rẻ Oppo F3 đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Những sản phẩm Oppo F3 này các bạn dùng thì quá là phê luôn, không phải chê vào đâu nữa nhá. 1.800.000 ạ, cực kỳ là rẻ. Đây. Và con này là con Oppo A3s, RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB nhá. Màn hình thì là hơn 6 inch, pin thì là hơn 4000. Tai trâu tai bò. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.700.000 đấy ạ. Đấy, Oppo A3s. Hình thức là máy đẹp là 90% nhá các bạn nhá. Oppo A3s đấy ạ, 1.700.000 đấy ạ. Oppo A3s, máy màu đỏ nhá, 1.700.000 đấy ạ. Máy zin nguyên bản luôn, nên các bạn dùng yên tâm luôn, khỏi phải chê ạ. Đấy, 1.700.000. Thế đợt này Covid-19 thì cũng khan hàng một chút, thì mình sẽ cố gắng ra nhiều sản phẩm điện thoại cũ hơn cho các bạn nhé, để các bạn lựa chọn về sử dụng và tránh mua dịch Covid nhá. Thì mình lo lắm. Đây. Và hôm nay buổi tối ngày hôm nay nhà mình vừa mới về được con này là con Vivo gì nhỉ? Cái này khác giới thiệu. Con này là con Vivo i11 nhá. RAM con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB, màn hình thì là hơn 6 inch. Đấy, tràn viền tai trâu tai bò đấy ạ. Đấy, tràn viền tai trâu tai bò. Vivo con này là i11, con này thì là máy đẹp nhá. Đây, máy đẹp. Đấy. Máy đẹp là trên 90% ạ. Đấy, nói chung là máy đẹp còn 90% nhá. Còn Vivo i11 này thì bên mình pin của nó ấy, thứ nhất là viên pin của nó là trong viên bị là viên bị viên pin là viên 5000 nhá các bạn nhé. Viên pin con Vivo i11 này là pin bôn viên pin 5000.
Màn hình thì là hơn 6 inch, tràn viền, tai trâu tai bò. Con này thì là máy đẹp là 90/90%. Máy màu mận chín này, đen đen bên dưới này. Bên mình đang bán cho bạn giá là 2,1 triệu nhé. RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Máy zin đét, zin nguyên bản các bạn nhé, vân tay này. Đó, hai camera, một đèn flash, pin 5000, nó thật với các bạn. Pin 5000 các bạn dùng không phải chê nữa, quá là sướng luôn. Tuyệt vời lắm. Đây, và đây là con Oppo F5 này. Đấy, F5 thì hôm nay mình vừa mới tuyển con này xong, con này thì đẹp quá. Nó thật với các bạn, quá đẹp luôn. Đây, hôm nay mình vừa mới về con này đẹp lắm. Máy zin đét luôn. Đây, Oppo F5 này ạ. RAM con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB, con này đẹp. Đẹp là trên 90% luôn ạ. Máy con này đẹp, Oppo F5 này. Máy zin nguyên bản luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. Đấy, màn hình thì là 6 inch, hơn 6 inch đấy ạ. RAM 4GB, nói thật với các bạn, RAM 4GB chạy thì khỏi phê luôn. Hai SIM hai sóng nhá. Tất cả Oppo điện thoại nhà mình đều là máy hai SIM hai sóng nên các bạn không phải lo nhá. Tất cả cái lô buổi tối ngày hôm nay nhà mình là toàn hai SIM hai sóng. Chỉ trừ mỗi thằng iPhone thôi. Đấy, Oppo F5 đấy ạ, máy đẹp leng keng như là mới này. À, đẹp lắm. Máy zin đét nguyên bản luôn nhá. RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Bên mình đang bán cho các bạn với giá là gì nhỉ? Mình quên mất cho bạn rồi. À, 2 triệu đồng nhá. 2 triệu đồng Oppo F5 này. Mà máy zin nguyên bản là khác nhá. Và họ buổi tối ngày hôm nay nhà mình vừa mới về được con A7 này. A7 2017. Con này là bản Hàn hai SIM nhá. Màu đen này, hàng con này thì cũng là dạo này thì cũng hơi bị khan một chút. Hình thức là máy đẹp là trên 90% nhá. Con này là A7 2017. Màn hình thì là 5,5 inch. Pin thì là hơn 3000. Cái lúc thời điểm nó mới ra nó cũng 9.900k này các bạn nhá. A7 2017 đấy ạ. Bản Hàn hai SIM hai sóng. Bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2.400k nhá. Đấy, 2.400k sản phẩm Samsung A7 2017. Pin thì cực kỳ là trâu bò. Màn hình thì là hơn 5,5 inch. Nhà các bạn mà có ông bà bố mẹ người thân mà có tuổi cao mắt kém, các bạn mua sản phẩm Samsung này về dùng nó thật với các bạn, quá là phê, quá tuyệt vời luôn. Dán cương lực và ốp vào thì các bạn chỉ có đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường mà để rơi vỡ thì nó cũng nhanh hỏng thôi, còn mà các bạn không rơi vỡ thì thật với các bạn quá là bền luôn. A7 2017 thì nó bền lắm. Các bạn dùng màn hình to dùng cực kỳ là sướng, phê. Phê loài luôn nhé. Đấy, bên mình đang bán bạn với giá là 2.400k, máy đẹp nhé. Đấy, bản Hàn hay SIM ạ. Và con này là con Z2 Bright 900k. Cho anh em lựa chọn Z2 Bright 900k nhá, máy màu hồng nhá. Hình thức đấy, hình thức cũng có vỏ thì cũng có phụ cũ phải theo thời gian đấy. Z2 Bright 900k nhá. Đấy, giá cho học sinh, sinh viên hoặc là các bạn mà có em nhỏ đi học ấy thì các bạn mua về chẳng may mà ra trường mà rơi mất thì đỡ tiếc. Hoặc nhà các bạn mà có gì nhờ vợ chồng hay cãi nhau, các bạn mà có thể là ngoài có việc mà nặng tay với nhau, các bạn có thể là choảng điện thoại vào bờ tường cũng được nhé. Thì nó tiết kiệm hơn cho các bạn nhé. Đấy, thì nó rẻ hơn là rất nhiều nhé. Thòa vỡ máy còn hơn là đánh vợ, đánh vợ nó sót lắm. Đấy, và sản phẩm gì nhỉ? Tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về con Samsung, con này là Samsung gì nhỉ? Để xem Samsung gì ạ? Samsung Z4 nhé. Z4 Plus, như Z4 Plus. Đây, Z4 cộng. Đấy, bản công ty, hai SIM hai sóng. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Đấy, màn hình thì là 6 inch nhé. Z4 Plus, máy màu hồng đấy ạ. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.600.000 nhé. Đấy, các bạn mua về tặng cho các em nhỏ hoặc các bạn gái này, hoặc là vợ bà xã này rất là tuyệt vời ạ. Z4 Plus các bạn có thể là mua sản phẩm cũ này về, các bạn tiết kiệm rất là nhiều. Z4 Plus các bạn dùng thật với các bạn, bao cho bạn, các bạn coi như là một năm không hỏng luôn. Mấy mà các bạn không rơi không vỡ, còn các bạn mà dùng xa xả nó phải đôi năm các bạn nhé. Những sản phẩm Z4 này nó bền lắm, nó không có gì thì hỏng cả. Ví dụ mà có vỡ màn hình các bạn đi thay cực kỳ là rẻ, chỉ vài trăm nghìn thôi. Màn hình Z4 này nó rẻ lắm. Z4 nhá. Z4 Plus RAM 2, bộ nhớ trong 16GB màu hồng này. Bên mình đang bán các bạn với giá là 1.600.000 nhé. Cực kỳ là rẻ cho các bạn nhé. Đấy, và chiếc cuối cùng con Samsung buổi tối ngày hôm nay nhà mình vừa mới về là con Note 5 nhé. Đấy, con Note 5 này thì là màu gì nhỉ? Màu đen nhé các bạn nhé. Note 5 màu đen đấy ạ. Mình sẽ xem là cấu hình của nó thế nào.
Đây, nó là màu đen. Đấy. Con này thì bên mình sẽ xem con này là bản bao nhiêu ghi nhé. Nó nằm đấy ạ. Đủ rồi, con này bản 64 ghi thì sao ấy. Con này là bản 64 ghi nhá. Đấy, 64 ghi xem là RAM 4 nhá. Nó nằm là bản RAM 4 bộ nhiều 64 mà. Đấy. RAM 4 bộ nhiều trong là 64 ghi nhá. Đấy, nó 5 RAM 4 bộ nhiều trong 64 ghi. Con này thì hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Đấy. Bên mình đang bán bạn giá là 2 triệu 500k nhá. 2 triệu 500k sản phẩm Samsung Note 5 RAM 4GB bộ nhớ trong là 64GB. Bên mình đang bán bạn giá là 2 triệu 500k nhá. Rất là đẹp, con này đẹp lắm. Màn hình đẹp nhá. Không ám ố gì nhá. Các bạn dùng ok nhá. Camera cực kỳ là sắc nét đấy. Đấy. Trước sau thì như một luôn. Các bạn thì quá là phê luôn. Trước sau như một cực kỳ là phê ạ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này, các bạn đi ra hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, bản RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, máy màu đen rất là đẹp các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng sản phẩm nào bên em cũng có thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho mình, là một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số mình để ra hàng, và đây địa chỉ cửa hàng như mình. Thì các bạn nào có thể gần trực tiếp qua phi qua cửa hàng mình để mua bán nhé. Ở quanh Hà Nội thì mình sẽ là ship cho các bạn trong ngày luôn, nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Và hẹn lại clip vào tối ngày mai nhé. Và chúc các bạn những nơi mà đang bị có kịch Covid-19 thì các bạn là chung tay cùng cả nước là phòng dịch các bạn nhé. Và nói chung là cũng lo lắm, mình cũng lo lắm. Xin chào, hẹn lại clip tối ngày mai nhé.